mình chào Quang. Bài này mình sử dụng ta lập trình và thuật máy với phần mềm SSCC. Thì cái này là chi tiết chúng ta cần lập trình cho công. Cái này đơn vị in ha. Cái chiều dài của chi tiết là 3.5. Rồi cái đường kính cũng khoảng 3.5 ha. Đây 3.5. Chỗ này là 3 in. Rồi. Thì để lập trình chi tiết này thì chúng ta dùng SQL Edit để lập trình. Thì đầu tiên là chúng ta đặt tên trên ha. Rồi chúng ta thường thô thì chúng ta sẽ là quy định nó là hệ in. Thì ban đầu chương trình thì các bạn sử dụng G20 ha. Rồi và giới hạn tốc độ của nhu cầu trục chính là khoảng 4.000. Rồi chúng ta cho G96 nó S400. Đầu tiên chúng ta sẽ cho giao đi tới vị trí là X3.5 Z0.1 là giao định vị ở ngoài cái vị trí đường kính ngoài này. Được con này chờ ha. Để chúng ta bắt đầu chuẩn bị tiền thô bọc vỏ cho tới biên dạng trong cục. Rồi thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc của lệnh G71. Thì ở đây có thể là cấu trúc một dòng hoặc giả là cấu trúc hai dòng như này thì tùy. Thì đối với mềm SCNC thì chúng ta dùng cấu trúc hai dòng G71 ha. Rồi một hai dòng này thì U là gì và R là gì? U thì chính là cái khoảng cách giữa những cái lát cắt liền kề màu trắng các bạn, nó chạy vô nó cắt một lớp là 0.1 in là khoảng là 2.5 mil ha. Còn R thì sau khi nó cắt xong một lớp thì nó giật lùi về, R chính là cái đường màu vàng đường giật lùi về này. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chạy cái lần G1 thứ hai, đó là bắt đầu đếm từ câu dòng lệnh số 25 đến dòng lệnh 49 từ này tới này. Thì từ 25 đến 49 này là chính là dòng lệnh mà chúng ta mô tả cái đường nó sẽ chạy biên dạng tinh trong cùng nè, hình thành sản phẩm đó. Đó thì dao đứng ngoài này nó sẽ nhận diện cái đường tinh trong cùng này, nó sẽ tách lớp ra thì nó cắt thôi, nó tiện như hình mô tả bên này. Rồi nó sẽ chừa lại lượng dư đường có tiền tinh là 0.04 cho hướng x, cho hướng đường kính á. Chỗ này là U với kép các bạn, mình nhầm ha. Chỗ này là U với kép á. Rất nhiều ha. W là cái lượng chừa lại theo trục Y hay trục Z ha, là 0.005 in. Đây là bước tiến ha. Rồi chúng ta chỉ việc mô tả cái đường chạy từ trên này đi lên, là từ dòng này xuống dòng này thôi. Rồi sau khi tiện xong thì chúng ta sẽ đi tiền tinh lại nó bằng dòng G70 ha. Rồi thì với cái bài tập này, với cái dịch này chúng ta sẽ vận hành phần mềm SSCC để chúng ta tiện chi tiết ra sao. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ mở phần mềm lên. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng máy Layhard ha. Này mình hướng dẫn dùng máy Layhard để chúng ta tiện. Các bạn kéo xuống, các bạn chọn máy Layhard ha. Ví dụ HST ha. Run. Rồi này giao diện máy hot các bạn. Đầu tiên các bạn bấm power on để các bạn mở máy. Rồi các bạn nhấn nút reset để xóa lệnh emergency ha. Rồi đầu tiên các bạn quan sát cái máy. Cái này nếu mà giả sử mà cái mâm cọc ở phía trước thì các bạn có thể chỉnh lại phía sau để các bạn dễ quan sát ha. Trước sau thì các bạn có thể vô đây để chỉnh nè. Machine operation, CNC parameter. Bạn chọn là front Mountain Tool ha, sẽ chạy trước thôi. Còn nếu mà đưa ra sao thì các bạn làm ngược lại, Machine Operation, CNC Parameter.
bạn chọn remote ha. Ở chỗ này á, thì bạn tắt hai cái dấu kiểm này luôn để bạn đỡ mất công đóng cửa mở cửa. Ok rồi, thì đầu tiên các bạn phải về hôm máy, không đứng nguyên ngay, bạn có thể ra là gáp phôi gắn dao cũng được. Đầu tiên thì tương ứng với phôi của bạn á, thì bạn sẽ gáp phôi vô, thì để gáp phôi vô bạn vô này rồi bạn gáp cái chỗ này của bít setup, bạn chọn stock size. Rồi cái này là đơn vị tính là mm mil ha, bạn tắt đi, bạn sửa lại đơn vị tính, trong này nó đang đơn vị tính mil nè, để mà đổi đơn vị tính cho máy này thì các bạn sẽ đổi lại, bạn vô cái setting. Rồi ở trong này các bạn quan sát cái dòng số 9 nè, là và kích thước dimension ha, đang mil, bạn chuyển qua in ha, thì đã chuyển từ này vô nháy xuống từ bằng chỗ này có yếu cursor nè, bạn cứ xuống. Rồi chỗ này bạn đánh lại là in, mình test này ha, in chờ. Còn này trên máy tính thì nhanh thì các bạn có thể đánh bằng phím thì nhanh, sẽ nhanh hơn. Còn trên này mình tập thao tác máy thì cho các bạn, thì các bạn sẽ đánh trên này luôn, in chờ. Rồi bạn nhấn nút mũi tên này nè, nó sẽ thay vô đó, đổ hệ in rồi nè. Thì hiện tại nó sẽ chuyển sang hệ in nè, nó đổi toàn bộ hồi đơn vị sang hệ in. Các bạn có thể là đổi lại 2 mil thì các bạn bấm mil mm thôi, bạn xóa cái này đi, bấm nút cancel ha, để xóa ha, bấm mil mm ha, rồi bấm mũi tên, nó sẽ nhập lại cho bạn là mm ha. Rồi bây giờ mình cần hệ in chưa thì bạn đổi hệ in luôn, bấm cancel anh chưa. Rồi nó sẽ hết nữa các bạn. Rồi đầu tiên bạn gắp phôi vô, bạn vô này sai, bạn chọn cái phôi bạn là 3.5 ha, 3.5 thì bạn cho con 3.6 đi. Rồi cái chiều dài cũng 3.5, đó là chiều dài sản phẩm. Bây giờ cái phôi của bạn cần gắp mâm cặp thì bạn cho thì nó dài thêm khoảng 1.5 inch đi, là nó khoảng 5 inch đi. Ok rồi bạn đưa cái phôi ra ngoài luôn ha, cho ra rồi đó, thì nó còn kẹp trong một đoạn cỡ khoảng 1 inch ha. Đó, rồi đầu tiên thì bạn gắn dao vô, thì để gắn dao bạn vô này, bạn gắn nè cái chỗ này tool management ha. Rồi con dao này bạn kéo ra để bạn thấy được nó là loại dao gì ha. Con này cầm bỏ vô ổ số 1 ha, bạn xem thử cái chỉnh của mình là dao ổ mấy, nó ổ 1 luôn ha. Ok rồi bạn hit ok, thì lúc này dao á, nó bị ngược chiều rồi, và thì mình sẽ đổ lại ở chỗ này, đổ lại kích đắp click vô cái dao mà bạn đã đem vào ổ 1 đó, đắp click vô. Rồi bây giờ bạn đổi lại chỗ này cái màu màu cam đậm nè, đổ lại sang màu này. Rồi mình đổ lại góc dao nhỏ luôn đi ha, để bọn dễ quan sát thôi. Cho dao tiền tinh 35 độ đi ha, 55 được 55 đi, rồi ok ok luôn. Rồi còn mảnh này mà 55 độ nè. Và đầu tiên thì bạn sẽ dỡ máy, hôm máy thì bạn nhấn vô power up and restart ha. Rồi kế tiếp thì các bạn sẽ là nhập lệnh cho quay mâm ha. Để nhập lệnh quay mâm thì bạn vô MDI nha. Rồi bạn nhập như bình thường thôi, bạn bỏ này đi, cancel này ha. Bạn nhập là G97 ha, G97 M3 S, ví dụ như là 600 ha. Rồi AOB insert right enter. Rồi giờ chúng ta đã có lệnh như này, bạn nhấn save start ha. Còn để tắt sao thì các bạn có thể là vô chỗ này, còn nhấn chỗ cái loa này kích đi, thì giờ nó tắt âm thanh rồi. Ok thì nó sẽ em cho các bạn thao tác ha. Rồi bây giờ là đã mà dễ quan sát thì các bạn sẽ là chuyển qua giao diện 2D để các bạn đều giao diện nó dễ. Bây giờ hiện tại đang ở xa thì các bạn cho 3D cũng được. Rồi bây giờ các bạn dùng jog ha,
dót để di chuyển nhanh, dót đây, thích vô. Rồi, bạn cho G nó chạy gần lại phôi là G âm ha. Ok. Rồi, bạn cho ít gần phôi, ít âm luôn, ít âm ha. Rồi, khi gần phôi rồi, các bạn chuyển qua quay tay và chuyển qua 2D ha. Thích chỗ này là chuyển qua 2D. 2D view ha. Rồi, khi mà set dao đó, thì thao tác 1 là các bạn sẽ cho vạt bằng đầu, chạm bằng đầu ha. Mà chuyển qua quay tay nè. Cũng là chỗ này, nó hiện chụp ít nè. Mà xoay cái này, dường nó ra. Nhưng mà hiện tại đi rất là chậm. Để mà đi nhanh hơn đó, thì các bạn sẽ chuyển qua chế độ này. Là nhanh nhất nè. Nhanh kè nè ha, nhỏ dần nè. Rồi các bạn cho dương ở dương ra, các bạn cho nhanh hơn đi, rồi dương ra. Rồi bây giờ nó chạy rất là nhanh. Rồi bây giờ đang chụp ít ha, mà muốn đổi qua chụp gì chụp khác ha, thì bạn nhấn nhung ít hoặc là gì nè, ít trên gì nè, ít vô, rồi bạn cho âm vô. Thôi ha, vừa qua bằng đầu xíu thôi. Rồi ở đây các bạn sẽ vạt nhẹ bằng đầu ha. Để vạt nhẹ bằng đầu thì bạn đổ lại cho quét lại, nhấn cái nữa nhẹ lại cho quét ha. Rồi các bạn cho âm vô, rồi dương lại ha. Thì hiện tại dao ở dưới này nè, là dao mà đang cắt chạm bằng đầu, thì các bạn sẽ set nó ở trong cái phần offset để còn báo cho máy nó biết dao đang ở đâu ha. Vô offset dao đầu bằng báo nè, vô offset ha. Rồi nó hiện ra cái bảng này, các bạn đưa vô ngay tool luôn đi, thì các bạn nhấp cái nữa nó sẽ hiện lên trên này, offset lần nữa. Rồi đang tool 1 đúng không, các bạn đưa qua chụp gì ha, nhấn vô nháy chạy qua. Rồi số hiện tại là số cũ của nó, là nó báo chỗ đây. Bây giờ đó phôi mới nè, bạn sẽ số khác thì bạn bấm này là bấm nút 0 ha. Rồi face mirror ha. Rồi, nó đổi cho bạn hiện tại là số khác rồi, nó 18 inch ha. Thì con số G trừ 18 inch này ở đâu mà ra, nó chính là nó đo tại góc máy từ chỗ này nè đến điểm hiện tại của dao là theo trục G chỗ này ha, từ này qua đây là cái điểm hiện tại nè, là cách góc máy là âm 18.086 rồi đây đó. Thì số này là do máy nó tự đo cái điểm hiện tại so với điểm gốc của nó. Rồi tương tự như vậy thì các bạn sẽ tiếp tục quan cắt đường kính phôi ha. Rồi bạn cho quay tay luôn ha, quay tay ít vô xíu ha. Rồi bạn cho cắt gì tí ha, đổi một chút gì cắt âm vô. Rồi bạn lùi ra đây ha. Rồi ngay tại cái vị trí mà dao nó đang tiếp xúc với đường kính nè, thì bạn phải đo để bạn xác định được cái đường kính hiện tại là bao nhiêu ha. Thì bạn sẽ tắt máy đi mà mới đo được đúng không ạ. Tắt máy thì bạn bấm reset cho nó dừng ha. Rồi bây giờ bạn lấy thước bạn đo, bạn kích chỗ này để bạn lấy thước ra bây giờ ha. Đó thì để mà đo vị trí này á, rõ ràng thì bạn nhấp vô chỗ này để bạn đo measure line ha. Rồi bạn ra chuột phóng to lên ha, bạn ra chuột ngay được cái line này bạn đo, thì nó sẽ hiện kết quả cho bạn bên đây mirror. Mình các bạn nhỏ này nè ha, bạn nhìn quan sát chỗ này nha, thì mình ra chuột chỗ này nè, thì bạn nhìn nó nhiêu à, nó là 3.4744 đúng không. Rồi bạn nhập số đó vô đây ha, 3.4744. Rồi chờ nhập vô nhập vô đây nè ha, nhảy qua bên rồi nhập vô rồi chỗ này ha, cancer. Rồi 3.4744. Rồi bạn nhấn nút ít diameter mirror ha. Rồi ok. Rồi thì tới đây các bạn đã set xong phôi dao, bây giờ các bạn chỉ việc nhập hành trình vô đâu bạn chạy thôi. Để nhập hành trình á thì các bạn qua edit ha. Rồi các bạn tạo gì vô đây, các bạn nhấn edit lần nữa ha, lead program ha, lead program, các bạn nhập vào một chương trình mới.
Ví dụ chỗ này bạn nhập vào là ô số số 5 này ha. Bạn bỏ hết này nhé. Hiện giờ. Hiện giờ. Nhờ ô chương trình 33 đi, 33 ô 33. Rồi, hiện giờ ha. Rồi. Rồi. Bạn nhấn lần nữa edit ha. Nhìn 33 nè, bạn chèn những nhìn vô đây, bạn vô đây. Bạn mở cái file lên, nó đây. Rồi, cái file của bạn thì bạn lưu trong bài tập trên desktop ha. Mà bạn lưu trong chấm NC ha. Rồi, cái này tập lướt vô. Rồi. Bây giờ để chạy chương trình thì các bạn trên máy CNC, SSCNC nó hiện ra mô phỏng các bạn nè. Còn bình thường trên máy thật là nó không hiện ha. Để chạy thì các bạn bấm xe Start thôi, nó chạy nè. Nó chuyển qua auto ha, nào đây. Rồi, sao Start. Bạn muốn có 3D thì bạn nhấn vào đây có 3D thôi. Rồi xong ha. Bây giờ các bạn xong việc thì bạn tháo phôi ra, bạn đo kiểm thôi ha. Đó. Thì vừa rồi thì mình hướng dẫn cơ bản để chúng ta sử dụng cái máy Melee H trên phần mềm SSCNC. Thì ở trên này mình nói lại chức năng các nút nè. Đầu tiên lúc này là nút chạy, nút dừng fix ha, bước tiến ha. Rồi reset, giờ home power up ha, and restart. Rồi chỗ khi set dao thì bạn dùng nút này face mirror để set mật độ, rồi set đường kính, nó chuyển giữa hai tọa độ x và z thì bạn chọn cái này. Còn đây tool nè, tool là net tool nè, quay tool khác ha. Rồi hoặc giả là đổi tool tay thì bạn có thể là kích vô này ha, chỗ tool nè, thread thread nè, tới lùi nè, bạn lùi nè ha, lùi lần nữa nè, rồi tới nè, tới ha, mình nhích vô rồi bạn coi chức năng từng phím là gì. Rồi ở trên này là gì, là insert lệnh vô nè, thay thế nè, xóa lệnh nè, đó, xóa mấy cái dòng lệnh trên này đó. Thì chúng ta dùng này ha, chỗ này sinh một block là nó chạy từng ổ lệnh. Ví dụ mình bấm xuống block ha, bấm start cycle start nè, thì bạn quan sát ở trên này nó đang chạy nè, đó. Mỗi lần mình nhấn cái nó chạy một vòng đó. Giờ tới vòng chạy máy quay mâm nè, nhấn vô nó quay mâm nè, thấy chưa? Rồi lao vô, lao này nó giật, nó đang cái dòng lệnh này, rồi nhấn cái nữa nó chạy lại một cái tiếp. Đó là chức năng của nút sync block ha. Rồi right run nó chạy với tốc độ mặc định của máy ha. Rồi dưới này là jog của spindle, jog của mâm nè, cho nó quay, nhấn nhá nó quay mâm đó. Rồi này tốc độ bước tiến khi mà quay tay nè. Rồi dưới này là có về trong về on trục nè, lấy origin tọa độ nè, cái góc tọa độ. Rồi chức năng khác, rồi dưới này là phím bấm thôi. Rồi dưới này là tốc độ ha, tốc độ của mâm ha, spindle nè, lên tăng xuống tốc độ mâm. Rồi tốc độ di chuyển nhanh ra bít ha, nhanh khi bạn nhấn gió bạn sẽ tăng giảm. Rồi, bước tiến nè, tăng giảm bước tiến nè đó. Thì khoảng bao nhiêu này thì các bạn có thể là tương đối là xài được máy rồi, thì các bạn sẽ tự tìm hiểu thôi. Nếu bạn thấy clip hữu ích, vô like, share, subscribe để nhận được những clip tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.